Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thủy hỏa bên trong cơ thể. Để nói lên đại khái việc ảnh hưởng về khí và vị bên trong cơ thể và cái lý của âm dương, thủy hỏa biến hóa và tại sao nó cần phải giao nhau như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay tại clip sau đây. Nếu chúng ta không tìm hiểu về cơ thể thì sao chúng ta có thể biết cơ thể giống như một cái lò phản ứng với đầy biến hóa mà khó lòng có thể tưởng tượng. Nếu không hiểu được thực sự về cơ thể thì sao chúng ta dám tin rằng chính cơ thể là một bãi nghĩa địa chôn thây hàng nghìn, hàng tỷ sinh linh. Và thử nghĩ xem những cái thứ nước dò từ bên trong ra cửu khiếu có thứ nào là không ôi, không thối. Nói đến việc chênh lệch mất cân bằng âm dương sẽ gây bệnh thì ai cũng nghe, cũng biết. Nhưng nói đến hiện tượng chênh lệch thủy hỏa có thể sinh khí hay diệt khí thì có lẽ mỗi chúng ta vẫn còn mù mờ. Để hiểu hơn, ta cứ dựa vào thí dụ sau đây thì rõ. Một lò nước được đun sôi thì sẽ hóa khí bốc lên thành một sức mạnh. Do đó người ta mới áp dụng nguyên tắc này trong tất cả máy móc. Nhưng nếu nước quá nhiều, không có lửa, thì nước không hóa thành khí. Ngược lại, nếu lửa quá nhiều, nước dần cạn đi, cho đến khô, thì chỉ còn để lại một khoảng trống khô cháy, không có khí lực. Thế là lửa đốt hết khí. Lẽ này trong con người cũng ứng dụng theo như vậy.